Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Elon Musk đã đề nghị phần thưởng trị giá 1 triệu Dogecoin, tương đương với khoảng 83.500 đô la, cho bất kỳ ai có thể chứng minh rằng mình sở hữu một mỏ ngọc lục bảo. Vụ cá cược diễn ra sau khi tài khoản Twitter Dog Designer nổi tiếng trong cộng đồng Dogecoin tuyên bố rằng Elon Musk chưa bao giờ sở hữu một mỏ ngọc lục bảo. Một đề nghị mở trị giá 69.420 Dogecoin cho tất cả các phương tiện truyền thông đang đăng tải thông tin sai lệch. Gửi cho tôi bằng chứng về sự tồn tại của nó và nhận Dogecoin của bạn, Doge Designer viết. Elon Musk trả lời, tôi sẽ trả 1 triệu Dogecoin để có bằng chứng về sự tồn tại của mỏ này. Trở lại quá khứ, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về việc Elon Musk bị cáo buộc sở hữu một mỏ ngọc lục bảo có từ năm 2014. Phóng viên tự do Jim Glass đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Elon Musk vào thời điểm đó. Ông kể câu chuyện về mỏ ngọc lục bảo như một giai thoại tình cờ về người cha đã qua đời của mình, Elon Musk. Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng cha tôi cũng có cổ phần trong một mỏ ngọc lục bảo ở Zambia, Elon Musk đề cập. Nhà phê bình công nghệ Paris Marx sau đó tuyên bố, Elon Musk và gia đình của ông ấy dường như đặc biệt nhạy cảm trong việc định hình câu chuyện về lịch sử của họ gần đây, đặc biệt là xung quanh mỏ ngọc lục bảo. Họ hành động như thể họ chưa từng nghe về nó trước đây, mặc dù ông ta đã khoe khoang với Forbes về điều đó vào năm 2014. Thông tin tiếp theo, cá voi bán 11.000 Bitcoin khi giá tăng. Theo dữ liệu của LookOnChain, trong ngày hôm qua, một cá voi đã bán lượng lớn Bitcoin ngay sau khi giá đạt mức 30.000 đô la. Cá voi này đã mua 46.542 Bitcoin, trị giá gần 1 tỷ đô la trên Bitfinex, với giá mua trung bình là 20.083 đô la. Sau đó, cá voi đã bán 36.500 Bitcoin từ kho lưu trữ trên cùng một sàn giao dịch với giá 28.039 đô la. Một giờ trước khi thông báo, cá voi này đã gửi 11.000 Bitcoin đến Bitfinex và bán số tiền đó với giá 330 triệu đô la sau khi Bitcoin tăng trên mức 30.000 đô. Sự tăng giá diễn ra sau tin tức về giá trị CPI được công bố vào ngày 13 tháng 4, giảm xuống 5% so với 5,2% mà các nhà phân tích dự kiến. Vào ngày 12 tháng 4, nhà cung cấp dữ liệu on-chain Sentiment đã báo cáo rằng họ đã phát hiện ra một giao dịch chuyển Bitcoin với giá 23.500 Bitcoin được định giá khoảng 710 triệu đô la. Công ty phân tích đã đánh dấu đây là lần chuyển Bitcoin lần thứ tư trong năm nay. Và thông tin cuối cùng, sàn giao dịch chứng khoán London triển khai giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn Bitcoin. Sàn giao dịch chứng khoán London đã hợp tác với Global Future and Option để ra mắt giao dịch quyền chọn và giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên của Vương quốc Anh. Vương quốc Anh đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với việc áp dụng tiền điện tử, đặt mục tiêu trở thành một trung tâm toàn cầu về tiền điện tử. Các sự kiện gần đây trong giao dịch tài sản kỹ thuật số đã nhấn mạnh về nhu cầu một địa điểm an toàn, được quản lý, nơi các tổ chức tài chính lớn có thể giao dịch trên quy mô lớn, đồng thời bảo vệ tài sản của khách hàng. Sở giao dịch chứng khoán London đã đồng ý rằng các hợp đồng tương lai và quyền chọn chỉ số Bitcoin đang ngày càng trở thành một loại tài sản phát triển trong bối cảnh các sự kiện gần đây như cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ. Ngoài ra, Vương quốc Anh đã chứng kiến sự quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử từ các nhà đầu tư tổ chức. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.